Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn Về những yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình mà trả erop trả thưởng cho chúng ta Của dự án Tab Swap nha các bạn Thì những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng nha Thì trong video này mình sẽ cập nhật cho các bạn nha Thì dự án cũng đã thông báo đó là dự án sẽ TGE Tức là phát hành mã thông báo trả thưởng cho chúng ta Vào quý 3 2024 nha các bạn Tức là vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 nhưng mà hiện tại là chúng ta đang ở tháng 8 rồi các bạn Nếu mà chậm nhất á, là cuối tháng 9 thôi các bạn Thì còn khoảng, nếu như uh, chậm nhất nha Mình nói là nếu như chậm nhất là còn khoảng 2 tháng nữa Còn nếu như nó nhanh á, tiến độ nó nhanh á Thì nó chỉ còn một tháng nữa thôi các bạn Tại vì hiện tại dự án cũng đã thông báo là đã liên hệ và đang liên hệ Đang đàm phán với các sàn giao dịch cấp 1 nha các bạn Đấy, uh, cho nên hiện tại bạn nào mà chưa khai thác thì các bạn hãy tích cực khai thác nha rồi bây giờ mình sẽ nói về những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái đó là cái tỷ lệ trả airdrop cho chúng ta nha. Hiện tại dự án của chúng ta thì vẫn chưa biết tổng cung là bao nhiêu nha các bạn. Rồi thì tất nhiên là cái điểm bon của chúng ta đây là chỉ là cái điểm bon thôi, sau này nó sẽ quy đổi theo một tỷ lệ nhất định nha. Ví dụ như là 1000 cái điểm bon sẽ bằng một cái token nha các bạn, giống như dự án coi đó các bạn, nhưng mà cái này là ví dụ thôi. Còn à, nếu mà à, nó có thể quy đổi tùy theo mỗi tùy theo tổng cung của mỗi thằng nha các bạn. Có thể là 100 cái điểm bon thành một cái token hoặc là 1000 hoặc là 10000 cái đó là chúng ta chưa thể nào biết được nha thì nó cũng dựa theo cái điểm bon của chúng ta mà cái điểm bon này nó chia ra làm những cái yếu tố sau nè đầu tiên là các bạn khai thác nè các bạn khai thác hàng ngày các bạn khai thác bằng tay nè đây là cũng là một cái yếu tố rồi tiếp theo là các bạn phải làm những cái nhiệm vụ ở bên dưới nè các bạn bấm vào cái phần tát nè tại cái phần tát này là các bạn phải làm những cái nhiệm vụ social media ví dụ như là các bạn theo dõi những cái trang twitter những cái trang telegram của dự án rồi đó các bạn tương tác với những cái trang đó các bạn cũng sẽ nhận được nhiều airdrop nha đây nè như uh, các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ nè, join vào ở trang những cái trang social của nó nè, join vào trang YouTube của nó nè, đấy, nhưng mà là mình làm hết nè. Rồi tiếp theo cái yếu tố nữa là các bạn phải xem video này mấy thằng ngày các bạn phải vào xem những cái video này để mà các bạn nhận cái mã có hàng ngày rồi các bạn điền vào đây từ đó nó chống những cái tài khoản bot tài khoản giả mạo các bạn thì đây cũng là một cái yếu tố để mà ảnh hưởng đến quá trình trả erab nha thì các bạn làm xuyên hàng ngày các bạn vào đây các bạn xem video và khi mà các bạn xem video các bạn lưu ý nè các bạn không được tu nhanh video thì những video này đều là những video trên youtube hết nha các bạn các bạn xem bình thường các bạn không được tu nhanh video và các bạn khi mà xem các bạn để ý cái mã code để mà các bạn lấy mã code khi mà xem xong đó là các bạn nhập cái mã code vào đây rồi các bạn bấm submit nha ở đây nè có chữ watch nè các bạn xem nha rồi các bạn lấy cái mã code các bạn nhập vào đây thì cái mà video mà hướng dẫn các bạn lấy mã code thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha thì mỗi một ngày nó có những cái nhiệm vụ mới những có video mới nè thì các bạn vào đây xem nha đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trả airdrop nha các bạn rồi và cái yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến cái tỷ lệ trả RR đó đó là lúc trước bạn nào đã từng mua những cái gói như là mua cái gói nhân 2 tốc độ nè, hoặc là các bạn mua cái gói mà uh, nhân hai cái điểm bon nè. Nhưng mà là mình vừa mua nhân hai tốc độ mà mình vừa mua là nhân hai cái điểm bon luôn nên hiện tại điểm của mình cao nha các bạn. Uh, do mình mua nhân hai đó mình bỏ tiền ra đó là bỏ cái đồng tôn ra để mà chúng ta mua nha. Và khi mà chúng ta mua thành công thì cái logo của chúng ta nó sáng. Nhưng mà nó sáng hơn lên hình màu hồng nè các bạn Đấy là đây cũng là một cái yếu tố nha nhưng mà cái yếu tố này chỉ là à, các bạn mua cũng được các bạn không mua cũng được cũng không sao nha cái mà các bạn mua thì các bạn sẽ nhận được nhiều nhiều cái đồng xu của chúng ta hơn từ đó là chúng ta sẽ nhận cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn thôi các bạn không mua cũng không sao nhưng mà hiện tại chức năng mua là nó đã đóng rồi nha các bạn lúc trước là ở ngay chỗ này nó cho chúng ta mua nhân hai nhưng mà hiện tại là nó đã đóng rồi nó không cho chúng ta mua nữa các bạn mua thì các bạn nhận được nhiều các bạn không mua thì các bạn không nhận được nhiều cái điểm hàng ngày thôi đơn giản là như vậy thôi. Rồi và một cái yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến quá trình EDDROP nữa các bạn đó là nó chuẩn bị ra mắt một cái tựa game Tựa game này là tựa game uh, tap bay kiểu như tựa game uh, xây dựng uh, kiểu như là thị trấn nhỏ vậy đó các bạn uh, Giống như game nông trại xây dựng thành phố nhỏ đó các bạn Đấy là nó chuẩn bị ra mắt nha chúng ta tham gia vào tựa game đó Chúng ta cũng sẽ đó là nhận thêm EDDROP nha các bạn Nhận uh, cái tỷ lệ nó tăng lên Nhưng mà hiện tại thì cái tựa game đó nó chưa ra khi nào mà nó ra thì mình sẽ tích cực uh, cập nhật đến các bạn nha rồi và hiện tại dự án của chúng ta cái số lượng người đang đăng ký khai thác này các bạn nè à, là lên tới hơn 67 triệu người nha. Thì đây là một cộng đồng mà đông đứng thứ hai nha các bạn. Nó chỉ đứng sau thằng Hunter Combat thôi. Hamster Combat thì hiện tại là khoảng gần 200 triệu người dùng rồi. Thằng này là 67 nha là đứng thứ hai nha các bạn. Một con số cực kỳ khủng nha hiện tại dự án của chúng ta là nối là quý 3 lên sàn là cũng gần rồi đó các bạn cho nên bạn nào chưa khai thác thì đăng ký khai thác nha thì những cái yếu tố này á, nó đều chung quy lại là chúng ta cái điểm bôi này là các bạn làm sao cái điểm bôi này càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều là chúng ta nhận được nhiều error đó thôi đơn giản là như vậy thôi các bạn cái thằng này nó không có mà kiểu mà giải mật mã hay làm nhận chìa khó hay là giống như cái thằng hamster combat đâu các bạn các bạn làm cách nào nói chung các bạn làm tất cả những nhiệm vụ mà cái điểm bôi này càng cao là các bạn nhận sẽ nhận cái tỷ lệ chuyển đổi càng cao nha các bạn rồi và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần ghi mình luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.